cái màu sơn của em là màu sơn trắng xanh mà anh, và trên giấy tờ của em cũng là trắng xanh. Đây chữ SMO của em đây anh, em không hề thay đổi gì cả. Đây anh, tem xe, tem xe. Đây cái tên của nó đây anh. Tem xe. Cái tên và tên, biết có tên không? Cái tên của xe em là Exciter và tem xe của em là trắng xanh. Em không hề thay đổi màu sơn xe và em không làm gì sai cả. Vậy mọi người thấy tem là đều sai hết à? Vậy người ta ra cái dán tem xe để sơn xe để làm gì anh? Đây xe em, tem Exciter, tên chữ Exciter, nhãn hiệu xe của em. Rồi em sẽ đưa chuyện này lên truyền thông. Em xin phép xem cái bảng tên của anh ạ. Cho em xem cái, xin phép xem bảng tên của anh. Rồi. Em không làm gì sai quy định cả. Quy định trong quy định không có là không có bắt em phải là anh không được thay đổi tem xe hay là không được thay đổi gì. Em không hề thay đổi màu sơn xe của em. Em không làm sai. Màu sơn xe của em là trắng xanh, trên giấy tờ là trắng xanh và em đây là màu trắng xanh. Nó không hề thay đổi bất cứ màu gì cả. Còn nếu mà anh nói thay đổi luật tem xe thì anh lật ra cho em xem đi. Em muốn biết nó nằm ở trang mấy, quy định số mấy, nghị định số mấy. Em là một công dân và em có quyền được biết điều đó. Và em có để xi nhan sang bên phải đường trước khi sang đây. Chứ không phải là em không để xi nhan mà em qua đường. Anh cứ lập biên bản đi, em không ký. Tự nhiên anh kêu em đưa chứng minh nhân dân ra, anh kêu em đưa bằng lái xe ra để anh coi. Rồi bây giờ anh lấy đi, anh lập biên bản như vậy là sai. Anh đang làm sai quy định. Anh đang làm sai quy định và em sẽ khiếu nại. Em không đồng ý ký vào biên bản. Anh đây, anh cho em xem bản tên của anh. Anh là người đã quát em vào. Anh cho không, em xem. Anh làm gì có quyền xem tôi? Có chứ, mà em là một công dân Việt Nam thì em có quyền làm điều đó. Tôi không làm việc với anh qua làm việc với anh đó. Anh này là chính là người đã bắt em ngay từ khi mà em quẹo. Em để xi nhan em quẹo từ ở bên đây. Em quẹo từ bên đây và anh nói em là chưa tới giao lộ, chưa bật xi nhan. Là khúc em bật xi nhan ở đây và em vào bên đó thì bắt đầu anh mới anh bắt em vào, anh nói em là chưa để xi nhan từ bên đó. Tôi không làm việc với anh, qua làm việc. Em không có làm việc gì hết. Em là một công dân Việt Nam và em làm đúng luật, và tại sao em bị bắt? Em không hề gây rối, em đang nói chuyện. Không. Em đang nói chuyện rất đàng hoàng. Anh kêu đi. Quay. Em không hề gây rối. Em gây rối làm gì? Em còn công việc của em. Đứng ra ngoài đường làm gì? Đứng trong tay xác lại. Em đang đi làm. Đúng không? Em làm đúng luật. Em làm đúng luật. Đúng không? Tại sao tự nhiên anh kêu em đưa giấy tờ ra? Xong rồi anh bắt em đưa giấy tờ ra, xong tự nhiên anh nói em sai tem xe gì tùm lum hết, nó không có liên quan gì tới cái lỗi xi nhan hết trơn á. Làm sao anh giải thích cho em đi? Không hiểm xe đâu. Anh giải thích cho em đi. Bảo hiểm xe ra đây. Anh giải thích cho em. Có. Đó, em có bảo hiểm xe. Anh có, em có bảo hiểm xe. Rồi. Rồi ok. Có đây, có đây. Làm gì không có. Anh muốn làm khó em đúng không? Anh muốn làm khó em là muốn ghi cái này cái kia đó. Bảo hiểm xe của em có giấy tờ đầy đủ. Phải có đầy đủ giấy tờ đúng không? Em có giấy tờ đầy đủ. Bảo hiểm hết hạn rồi không? Em có giấy tờ đầy đủ. Bảo hiểm xe hết hạn. Em
không chấp nhận ký vào biên bản. Em sẽ đưa cái này lên tất cả các mạng xã hội, tất cả những trang báo truyền thông. Có quyền, có gì đâu em. Đây chỉ nhưng có ngày nào cũng có. Em không nói về chuyện đó, nhưng mà anh làm những chuyện đó quá vô lý. Tự nhiên tại sao anh nói em là cái giao lộ này nó quá ngắn đi, em để cái chỗ đó cái đường cũng đâu phải là rộng. Em để xi nhan như vậy mà anh nói em từ bắt đầu từ đây em mới để cho, nhưng mà em chạy sát lề cơ mà. Và đây là xi nhan phải, chứ không phải là xi nhan trái. Xi nhan phải em đã chạy sát vào lề, em để xi nhan phải em quẹo ra. Ờ, qua đây đồng ký khoảng ký tên nè. Không, em không ký tên. Không ký tên thôi. Đồng. Ơi, cái này là chống nha. Cái em không hề chống. Em không hề chống. Vi phạm là giữ lại bằng lái, hiểu không? Muốn gì anh lên trên đó làm cái đơn khiếu kiện, hiểu không? Cho em biết đơn vị anh đang thực hiện nhiệm vụ ạ. Đây có ghi nè, công an quận Tân Bình. Không, em cần biết đơn vị chính xác đội luôn ạ. Đội. Anh công tác ở đơn vị nào ạ? Anh công tác ở đơn vị nào ạ? Đừng vô lời. Được, người ta chạy, nghe rõ không? Tại sao anh lại phải che bản tên của anh nếu mà anh làm không đúng? Không thích cho mày xem, ra làm việc thế này. Tại sao vậy? Em không hề gây rối trật tự nơi công cộng. Nhiều khi ông đứng vô lời đi, ông đứng ra ngoài đường là gây rối cản trở luôn không á. Hiểu không? Không hề. Tại sao các anh lại làm việc không có minh bạch như vậy? Trời ơi, đứng ngoài đường không xong, không xong. Tụi em nói thẳng ra á, một người cảnh sát giao thông khi bắt vào đầu tiên phải chào người dân, thủ tục đầu tiên. Cái thứ hai phải cho người dân biết được lỗi vi phạm người ta là cái gì. Và cái đó, điều đó rõ ràng, đúng, có. Nếu người dân không chấp nhận, các anh không có quyền hỏi giấy tờ và lập biên bản. Các anh dừng lại, em không. Anh dừng lại. Anh đang cản trở đầu xe luôn. Em anh là thứ nhất. Đầu xe anh dừng lại. Xích ca. Em không hề vi phạm. Và anh đang làm vậy như vậy là sai. Anh đang làm sai các bước của một người công an. Anh trả giấy tờ lại cho em. Em không hề vi phạm. Làm cái gì vậy? Cái này xe, coi ngã xe cái em có được quan phường không? Cả xe các bạn em Ah.
Thank you.